Chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh Viva Nguyễn TV. Hôm nay mình sẽ vào bếp để share với cả nhà món nấu chè ba màu mà cách đơn giản nhất, nhanh gọn mà ăn lẹ nhất luôn á cả nhà. Là bằng gì? Rồi trước tiên thì mình có củ lan nè, đậu xanh nè nha. Đậu xanh thì mình ngâm, mình rửa sạch đó, mình để đây. Rồi mình thì hôm nay mình cũng không có làm nước cốt dừa nữa nha, mình ăn tại muốn ăn lẹ mà. Có sữa heavy cream nè, hộp vani nè, có sữa đặc, có đường với lại đường ha. Giờ củ lan thì mình đã gọt rồi nè, củ lan nào cũng được hết nha cả nhà, mình sắc miếng miếng vậy ra đừng để mình hấp ha. Còn đậu xanh thì mình đã ngâm rồi, mình để sẵn cho nó ráo một chút, mình cũng đem lên mình hấp luôn, nhanh gọn lẹ cả nhà, chắc cũng được 15 phút nha ta. Ở đó củ lan nào cũng được, hay là ở nhà có củ lan sẵn đó, nó còn lại cái mình cũng làm lại được. Thì mình đã bắt sẵn cái sỉnh nước sôi làm đãi đó. Nhà mình thì bây giờ nó có sẵn hai loại củ lan đỏ với loại củ lan tím. Giờ củ lan chín. Chờ sôi cái mình đem bỏ vô. Rồi. Vừa sôi tới. Mình đợi nha cả nhà. Và mình hấp lan xong cái mình hấp đậu xanh phải không? Dạ. Rồi. Cả nhà chờ với mình nha. Mình thăm coi nó chín chưa nha cả nhà. Đó, nó chín rồi. Mình gắp ra nha. Đây là giữ rồi. Đây. Mình bỏ đậu xanh vô mình hấp cho nhà, mình để cho nó nguội. Giờ bỏ đậu xanh vô mình hấp. Đó. Rồi. Để dở ra nè. Đó. Bây giờ đậu xanh nó cũng chín rồi cả nhà. Bây giờ để mình tắt lửa mình để đây nha. Ninh qua. Cái này là gắt không được. Lấy cái dĩa. Lấy cái dĩa để dưới đất, lay nó lên dưới đất. Lấy cho giùm cho nó dở dở, hở hở cái này lên nè. Hở hở lên cái đưa nó đi. Hả? Xong. Bây giờ đậu xanh với khoai của mình đã chín rồi nha cả nhà. Bây giờ mình thực hiện cái món tiếp theo đây. Bây giờ mình có cái máy xay, cả nhà không có cái máy xay thì lấy cái máy có xay sinh tố cũng được. Từ cái nào ở ngoài thì mình dùng trước cái đó. Bây giờ cái đậu xanh mình xay trước nha. Tại đậu xanh đó mình không có sử dụng màu. Nên mình để mình xay trước. Mình đổ hết vô mình xay. Một muỗng nha.
bếp sên đó thì khỏi cần bỏ nước dừa vô vậy. Tại vì mình sợ cái máy mình phải có chút xíu nước mới xay được. Bây giờ mình xay nha nha. Chưa cắm điện. Hay quá. Ưu tiên đậu xanh nhiều hơn. Ưu tiên đậu xanh nhiều hơn. Mình sai mình cũng bỏ vậy. Rút kinh nghiệm hồi nãy mình bỏ qua những muỗng đường đúng không? Ừ, giờ mình phải bỏ ra 3 muỗng thôi. Giờ mình bỏ 3 muỗng luôn. Chưa cắm điện. Lần nào cũng vậy, ship tiền quá. Chút nữa
Nhiễm. Vừa nhiễm tới. Ừ, vừa thấy. Hả? Nhiễm. Nhiễm thấy là vậy là được. Không muốn sai thêm chút không? Củ lan thì mình bỏ vô muỗng đường là nó ngọt á, 3 muỗng đường chứ không nghĩ chắc phải bỏ hơn 3 muỗng, tự nhiên cái đó hơi nhiều, tự nhiên tụi mình không có xài, mình không có nấu nước đường, còn sữa không, khá sữa luôn, còn nhiều lắm luôn, chưa hết chưa, nhiều quá hả, nhiều thôi vậy thôi. Cái sữa heo bị rim này là nó ngọt, với lại bây giờ mình làm cái màu nó khác nha cả nhà, mình cho vô miếng xíu màu lá dưa, xanh lá dứa nè cho nó đẹp, mà thơm lá dứa.
giờ mình múc chè vô chén cả nhà. Chờ nãy giờ chờ hai kêu có nhiêu đó. Mình chờ vô chén. Người nhà làm như đây là đủ nhà. Đá này cả nhà mình lọc ha, mình lấy trong tủ lạnh cho con mình lọc để uống cà phê rồi. Bây giờ là mình xe cái với cả nhà cái món chè ba màu của mình đã hoàn thành rồi đó. Nhưng mà ăn với sữa nha. Bây giờ nhưng mà cái này mình là nói với cả nhà là mình làm theo cách đơn giản nhanh gọn nên mình làm hầu như là những phương tiện mà có sẵn hết trơn rồi đó. Mình làm nha, mình ăn với sữa chứ mình không có ăn với nước cốt dừa đó. Cuối cùng mình chúc cả nhà một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Mong cả nhà hãy vào video clip của Vivan Nguyễn TV để cùng like, cùng share và cùng chia sẻ với mọi người. Hãy đăng ký giúp mình nha cả nhà. Chân thành cảm ơn nhiều.